Xin thân mến chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube của mình. Hôm nay thì mình lại quay trở lại với cái kênh Mương hôm bữa trước đây các bạn ạ. Buổi làm việc bữa nay thì có sự kết hợp giữa bộ đôi hai con máy xúc Komatsu PC200 các bạn ạ. Kênh Mương thì đang trong cái giai đoạn là hoàn thiện rồi, thì đang được gấp rút thi công. Trong màn ảnh nhỏ các bạn, đây thì một con 200 ở bên bờ bên này thì có nhiệm vụ là đang đào một cái đường mương để họ thi công đổ bê tông lót đáy cho một cái đường trục. Bên kia bờ thì là một bác tài lái Komatsu PC200 đang xúc những cái phần đất thừa ở dưới cái con sông này lên trên ô tô để trung chuyển vào cái bãi tập kết. Đấy, toàn bộ ở đây là toàn hàng máy khủng không, hai con toàn loại 200 trụ 8 không, toàn loại máy khủng không. Đầu bên kia thì bác tài lái con 200 kia thì sẽ xúc những cái lượng bùn mà bác tài ở bên này quăng sang lên ô tô, vì ở đây toàn bộ là bùn nên không thể là xúc đầy được, thì xúc vừa tầm thôi, đi thì nó không được sánh ra được. Đấy, phần bên này thì bác tài của chúng ta đang tiến hành là đào móng, mình gọi là đào móng là gì, đào cái này là đào để họ đổ lót và sau này làm một cái thạch bờ mương như ở bên màn ảnh nhỏ các bạn, bên tay trái đấy. Đấy, toàn máy khủng thi công ở đây thôi. Cái mương này đang được thi công trong vào những cái thời gian gọi là gấp rút hoàn thiện để chuẩn bị cho những cái mùa mưa sắp tới rồi. Mùa mưa năm ngoái thì lượng mưa rất là nhiều nên là nước hồ về đây. Thì ngày hôm nay thì họ tập trung hai con máy ở đây để làm việc. Cái đoạn kênh mương này thì có rất là nhiều máy, nhưng mà đầu này thì đang có hai con làm việc thôi. Cái đầu dưới kia thì có cả máy ủi và máy xúc đang làm. Bên kia thì bác tài đang xúc đất ở dưới cái lòng mưa để trên con xe hoạt động rất là nhanh. Ở đây thì toàn bộ là máy khủng thôi. Cái đường mà bác tài chúng ta đang đi này này là đã ép được ép cọc rồi. Bây giờ là máy đào để lộ các đầu cọc ra để dễ dàng trong cái việc thi công. Đấy, quá trời luôn, toàn bộ là máy khủng thôi. Đều nhau không? Đào rất là sâu. Ở phần cái mương ở bên dưới các bạn có thể nhìn thấy rồi, mương này còn đang rất là nhiều nước, để họ phải đắp một cái bờ chắn đi rồi là bạn đắp một cái bờ chắn để cho nước nó không chảy xuống cái chỗ đang thi công được đấy. Tiếp tục một xe nữa đây.
của bác tài của chúng ta bờ bên kia chỉ có việc là xúc những cái phần cùn đã được bác bên này quăng lên lên ô tô thôi. Thời gian thì xe tiếp tục đã về rồi. Vì đổ trung chuyển tập kết ở cự ly gần đây thôi nên chỉ trong vòng vài phút đồng hồ thôi là xe có mặt. Xe ở đây thì ô tô rất là nhiều nhưng mà họ chia ra mỗi chỗ một con nên là ở đây chỉ chia ra một vài con thôi. Đấy, hai con khủng long đang làm việc ở cạnh bờ kênh đây, quá đã luôn. Đấy, phía bên kia thì chỉ có công việc là xúc cái phần bùn đất lên ô tô, mà phần này thì bác tài đang đào cái chân của đường móng này.
bên kia thì xúc xe rất là nhanh đúng không ạ? Cũng vì lượng bùn nên nó chả là mấy cả, xúc chỉ có một tí là đã đầy rồi. Đoạn bờ bên kia thì đã được đổ mái đổ thành hết rồi. Cái đoạn này phần bên này là cái đoạn đằng sau, nhưng bây giờ họ mới bắt đầu thi công. Bác tài của chúng ta sẽ phải đào khá là dài đấy các bạn, đây đào tận dài ở dưới này, còn bên kia vẫn là nạo vét bùn lên trên. Trời đã bắt đầu nhỏ những cái hạt mưa nhỏ nhỏ rồi. Rồi một cái video của mình ngày hôm nay ở cái bờ mương này thì là bé kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video lần tiếp theo.